Xin kính chào tất cả các bạn. Các bạn đang quan sát thấy đây là một chiếc xe máy điện Jack Batman. Khách hàng có thông báo là chiếc xe nó đang bị lỗi đi thì giật giật, và lúc thì ga được lúc không. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và hướng dẫn các bạn cách xử lý những chiếc xe mà có hiện tượng như thế này. Và bây giờ kỹ thuật của chúng tôi tiến hành kiểm tra ga thử thì các bạn thấy đang không ga được. Khách hàng thông báo là lúc ra được lúc không. Bây giờ thì lại ra tiếng kêu rất là dài. Động cơ thì có hiện tượng là gồng và động cơ giật. Đúng như lời khách hàng đã nói. Thì theo phỏng đoán thì cái cơ này đang ga tiếp, có thể lỡ một trong ba cái con mắt ở trong động cơ. Em ngồi lên thử. Đấy thì qua kiểm tra sơ bộ như thế. Và bây giờ ta bắt đầu tiến hành kiểm tra nhé. Để kiểm tra được thì ta sẽ tháo cái yên phụ của xe. Vì cái bộ IC, bộ điều tốc của con xe này nó nằm dưới chỗ yên phụ. Tháo yên phụ ra thì các bạn phải thật là cẩn thận vì toàn là rắc nhựa thôi. Đấy, các bạn nhấc lên. Nó sẽ nhìn thấy cái con IC nhé. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cái phương pháp đo này, các bạn không cần phải tháo rời mắt ra ngoài. Cứ để nguyên nó dính ở trên xe đấy. Và để thực hiện được cái phương pháp đo này thì các bạn phải bật điện của xe này nhé. Xe bắt buộc phải để nguyên ở cái trạng thái chưa tháo dỡ gì cả và bật điện lên. Bây giờ các bạn sẽ chỉnh đồng hồ về cái chế độ đo điện áp một chiều. Cái phương pháp này là các bạn phải đặt để đồng hồ ở cái thang đo điện áp một chiều. Cụ thể các bạn sẽ để ở cái thang 20 nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cắm cái que đen của đồng hồ, cắm que đen của đồng hồ vào cực dương của mắt động cơ. Đấy, vì cái bộ mắt động cơ nó có 5 cái dây, thì trong đó có 2 dây cấp nguồn, đó là dây đỏ và dây đen. Thì các bạn cắm que đen vào dây đỏ nhé. Còn cái que đỏ của đồng hồ nhé, các bạn tiến hành đo lần lượt vào các dây xanh đậm, xanh nhạt và dây cam, dây vàng. Thì đầu tiên là ta sẽ cắm cái que đỏ vào cái dây xanh đậm. Sau đó các bạn lấy chân các bạn quay bánh xe, các bạn quay rất là nhẹ thôi, thì các bạn sẽ thấy các cái giá trị của cái dây màu xanh nó biến thiên, tức là cái mắt động cơ vẫn sống. Bây giờ ta tiến hành đo đến cái dây xanh nhạt. Dây xanh nhạt thì các cái giá trị nó cũng đang biến thiên bình thường, tức là mắt động cơ ở cái dây xanh nhạt này vẫn hoạt động bình thường. Bây giờ ta cắm vào cái dây vàng nhé, và lấy chân quay bánh này. Đứng im đúng không ạ? Đứng im, giá trị không có giá trị nào thay đổi. Đến đây là khẳng định là cái mắt động cơ của con xe này bị lỗi, và cụ thể là lỗi ở cái dây vàng kia. Đấy, thì cái phương pháp này đo nó cũng có kết quả cũng khá là chính xác, nhưng chỉ áp dụng được trong cái trường hợp mà cái động cơ còn dính nguyên ở trên xe, chưa bị tháo rời ra ngoài. Thế còn khi đã tháo hẳn ra ngoài thì các bạn lại có một cái phương pháp đo khác. Thì sau khi
Sau khi làm xong mắt động cơ thì tôi sẽ hướng dẫn cách đo. Thứ hai, đấy các bạn kiểm tra lại, các bạn thấy không? Các cái giá trị của nó không hề biến thiên chút nào cả. Và khẳng định là cái con này trên mắt. Khi đã kiểm tra và khẳng định là chết mắt động cơ rồi thì ta sẽ tiến hành tháo cái lõi động cơ để xử lý cái mắt. Thì để tháo thì cũng khá là đơn giản thôi, các bạn chú ý là tháo cái bánh ra khỏi xe, sau đó thì dùng cái lục vặn các cái ốc vít của lắp động cơ và các bạn tiến hành tháo cái lõi ra ngoài. Đấy, bây giờ tôi tháo cái lõi ra, các bạn thấy là lõi rất là mới đúng không ạ? Không hề bị ngập nước chút nào cả. Các bạn có thể quan sát thấy cái ruột còn rất là đẹp. Thì các bạn phải chú ý rằng là riêng cái con xe Batman này nhé, Jack Batman, các bạn thay mắt động cơ là phải thật sự chú ý, vì con này động cơ nó quấn hơi khác một chút. Do đó nếu như các bạn mà thay bằng cái mắt mà có cái góc 120 vào thì không bao giờ chạy được. Đấy, do đó thì một là các bạn có cái mắt xịn của con động cơ này thì các bạn thay vào. Hai là các bạn phải giữ nguyên cái vỉ mắt cũ, sau đó các bạn giữ nguyên cái mạch cũ nhé, các bạn hàn mắt vào thì nó mới hoạt động được. Chính vì cái lẽ đó nên tôi mới làm cái video này để hướng dẫn mọi người. Vì đã có rất là nhiều các cái thợ thắc mắc là tại sao mà thay các loại mắt mà không được, bắt buộc phải thay một cái điều khiển đa năng vào thì xe nó mới chạy. Xin thưa rằng là các bạn phải làm đúng bệnh, chứ đừng có chết mắt mà thay khiển đa năng thì xe nó hoạt động nó không ngon như ngày xưa nữa, mà nó rất là nhanh lỗi nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái mắt ở trên động cơ. Thì các bạn phải chuẩn bị các cái công cụ, nó cũng đơn giản thôi nhưng mà nó phải tốt vào một chút. Tôi dùng một cái đột nhọn nhé, đục. Mình đục thật là khéo chứ không thì nó sẽ bị toét hết các cái vị trí đặt mắt và trông nó mất thẩm mỹ xấu. Đấy, mà không cẩn thận nó sẽ bong cái lõi ra. Đấy, bao giờ tôi cũng đục cái mắt ở giữa trước vì cái mắt này rất dễ đục để nó tạo cái thuận lợi ban đầu. Các bạn phải lựa rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, đục nó ra rồi. Ở trong các cái hõm đấy bao giờ nó cũng có cái lớp keo, người ta phải cạo sạch nó đi. Hai con ở rìa này là hai cái con mà khó nhất này. Các bạn phải thật sự là kiên trì, nhẹ nhàng thì nó mới đẹp được. Thật sự nhẹ nhàng. Cái này không phải cứ làm một lần là đẹp ngay được đâu, phải làm nhiều lần. Và nó cũng phải tùy vào tính người nữa nhé. Không phải là ai cũng làm được đẹp đâu. Có những người đục được thay được bộ mắt thì đục toét hết cả động cơ của mình khách hàng ra. Đương nhiên là khi lắp vào trong rồi thì khách hàng không hề biết. Nhưng mà những người cẩn thận nhìn thấy thì có cảm giác rất là khó chịu. Rất khoai nha các bạn, không phải là cứ đập mạnh là được đâu. Nhẹ nhàng vào đúng cái điểm để nó tách ra.
Sau khi các bạn thấy nó tách ra thì các bạn tiếp tục tiến hành mạnh mạnh thêm một chút để nó bật hẳn ra ngoài. Đấy. Rồi, các bạn thấy không? Đây chính là cái mắt động cơ. Chú ý nhá, khi đục ra rồi thì các bạn phải quan sát được là các cái vị trí dây người ta hàn như thế nào. Đấy. Để chốc mình còn hàn, đương nhiên là mình không để ý mình hàn nó đảo đi thì cũng không sao, nhưng mà mình mất thời gian mình đảo dây thôi. Thế còn mình hàn đúng như nguyên bản thì cắm vào phát là ăn ngay, không phải đảo đi gì cả. Các bạn chú ý là phải moi sạch những cái keo dính, không moi thì tí ta không thể đưa được cái mắt vào, đưa vào nó cũng không, nó vào không hết, nó sẽ không khít, nó không đẹp. Đấy. Các bạn sẽ cố gắng moi sạch các cái phần keo ở trong ra. Đấy, các bạn thì khi lắp vào nó mới chuẩn được. Đây tôi cho các bạn xem cái bộ mắt nhé. Bộ mắt động cơ xịn. Đấy, lắp vào cái là ăn ngay. Đầu tiên là cái bộ mắt có dành cho cái động cơ có góc lệch 120 nhé. Đấy, các bạn thấy không ạ? Bóng nhoáng, rất là xịn sò đúng không ạ? Thì các bạn quan sát ở trên này nó có các cái số để ghi, rồi các cái cực âm, cực dương, rồi pha ABC đều có hết. Thế thì trên mỗi cái pha kia thì các bạn để ý là người ta có sắp xếp các vị trí là từ bên trái sang là dương này, xong đến âm này, xong đến tín hiệu này. B cũng thế, cũng dương âm tín hiệu, dương âm tín hiệu. Tóm lại là cái mắt, cái bộ mắt dành cho động cơ 120 độ này nó sẽ giống hệt nhau. Thế sang cái đối với cái mắt của cái con Jake Batman thì nó sẽ khác đấy các bạn ạ. Nó khác ở chỗ là cái vị trí mắt ở giữa, tức là cái pha B ấy, người ta sẽ đảo ngược sang bên này. Các bạn có thể quan sát. Ví dụ như là pha A là và dương âm tín hiệu. Đến pha B thì người ta đảo luôn. Các bạn thấy pha B người ta đảo là tín hiệu sang bên trái, âm vẫn ở giữa và cực dương là bên phải. Đấy. Người ta đảo hẳn sang, các bạn chú ý nhé. Chính vì thế người ta thay cái bộ mắt thông thường vào thì nó không bao giờ được. Đến pha C thì người ta lại hàn giống như pha A, tức là dương âm với tín hiệu. Các bạn nhớ là nếu như mà không có cái mắt xịn này thì ta phải giữ nguyên cái mạch cũ. Giữ cái mạch cũ rồi ta hàn mắt nó vào, hàn ba cái mắt ấy vào, nhưng nhớ rằng là cái mắt ở giữa thì ta phải để xoay ngược cái mắt ngược lại để cho cái chân tín hiệu nó sang bên trái. Đấy, chứ không thì không bao giờ chạy được. Mà thay mắt không chạy được thì thường các thợ ở ngoài, đấy, các thợ sửa chữa ở ngoài xoay sang là thay khiển đa năng. Đấy. Thế thay khiển đa năng thì nó nhanh thật, xe nó chạy nhưng mà nó chạy ở trạng thái không bình thường, tức là có thể nó giật hoặc là cái khiển nó rất là nóng, hoặc là động cơ đi nó có hiện tượng gằn hoặc tiêu tốn điện. Thì vì là không có mắt xịn thì không xử lý được cái trường hợp này, nên là bắt buộc các ông ở ngoài phải thay cái khiển đa năng vào thôi. Thì cái này không khuyến khích nhé, không bao giờ khuyến khích. Thế còn ông nào sửa chữa mà
không có cái mát xịn này thì cứ liên hệ với xe điện Lan Anh. Đấy. Thế trong trường hợp mà các ông không kiếm được mát thì các ông phải giữ cái mạch này nhé, phải giữ cái mạch này này. Đấy, giữ cái mạch này, các ông hàn mắt vào rồi các ông lắp vào thì nó mới chạy được. Chứ không thì không bao giờ chạy được đâu. Đấy. Sau đó thì các bạn nhớ lột cái miếng giấy này, cái miếng giấy này dùng để cách điện đấy. Đây cái mạch cũ của nó đây các bạn này. Đấy, cái mạch cũ này cũng rất là quan trọng nha. Trong trường hợp mà không mua được mắt xịn là dùng cái mạch cũ này mà hàn vào, lắp vào cho nó chạy. Sau một hồi chịu khó đục đẽo rồi gọt rũa rồi chỉnh trang thì bây giờ ta sẽ tiến hành đặt cái bộ mắt vào nhá các bạn. Trông này đặt rất là nhẹ nhàng, ta sẽ dùng keo 502 nhá, cố định nó lại, nhỏ keo, úi rồi, nhỏ keo 502 cố định vào. Đấy. Vì để cho tránh cái việc là nó bị xê dịch trong quá trình mình hàn rồi mình bắn keo, cho nên là các bạn nhỏ keo. Sau đó các bạn dùng cái miếng giấy cách điện này đặt xuống dưới. Cái miếng giấy bay đâu mất rồi. Tìm cái miếng giấy cái. Rồi đây, tìm mãi mới thấy đây. Đấy, bay mất cái miếng này là cũng dở đấy các bạn nhé. Cái miếng này nó có tác dụng là cách điện giữa cái mạch và cái cuộn dây nhé. Các bạn đừng có mà không thấy bỏ qua là không được đâu ạ. Đấy, sau khi đặt vào thì các bạn sẽ dùng keo nhé. Sử dụng cái keo A500 để cố định các bạn. Nhẹ nhàng thôi, ông nào khéo tay thì làm đẹp, nhưng ông nào không khéo tay thì cũng cố gắng làm cho nó đẹp. Đấy, bây giờ ta dùng keo A500 bơm mà để giữ cái khu vực ấy. Đừng có cẩu thả mà không bơm keo nhé. Không bơm keo rồi lúc nó chạy rồi có thể là nó bị bửa ra, nó va quệt vào trong, nó va quệt với các cái thành là nó sẽ hỏng đứt dây. Đấy, khách hàng người ta sẽ kêu và làm ảnh hưởng đến uy tín. Nếu các bạn quan sát nhé, các cái vị trí người ta đã hàn, dây vàng là vào pha C, xanh nhạt vào pha B và xanh đậm vào pha A, cứ thế mà phang vào nó sẽ không lệch đi đâu được cả. Nếu các bạn chú ý nhé, đối với lại một số cái dòng xe khác ấy, trên thị trường hiện nay, ví dụ như là Vespa Napoli hoặc là Vespa LX150 của Dương Tiến Phát, Vespa Napoli của Before, rồi một số dòng xe mà sử dụng khiển và động cơ đồng bộ của hãng HFT ấy, thì bắt buộc chúng ta phải xử lý theo cái phương án này nhé. Các bạn có thay cái mắt khác và nó cũng không hoạt động luôn. Thay mắt khác các bạn có đảo dây thoải mái cũng không bao giờ được. Đấy. Bắt buộc là các bạn phải có cái mắt xịn này. Không có mắt này thì các bạn phải dùng cái mạch cũ. Nhớ nhé, dùng mạch cũ lắp mắt khác vào đảo mắt ở giữa đi thì
xe nó mới chạy ngon được. Đừng ông nào mà làm chán này không được nhé. Làm chán không được là xoay sang bắt khách hàng thay khiển đa năng. Ông nào làm không được thì gọi điện cho tôi. Hứa là sẽ hướng dẫn một cách nhiệt tình. Còn đương nhiên là ông nào muốn mua cái mắt xịn này thì cũng liên hệ với tôi qua cái số điện thoại ở trên màn hình ấy. Sau khi hàn xong rồi thì các bạn sẽ phải tiến hành kiểm tra lại một lần nữa. Vì khi hàn thì có thể nó sẽ làm hỏng mắt. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn đo bằng cái cách thứ hai. Đó là động cơ được tháo ra ngoài. Thì các bạn sẽ chỉnh cái thang đo về chế độ đo thông mạch và đo diop nhé. Đối với cái đồng hồ này thì các bạn nhấn thêm một cái nút ở phía trên để nó chuyển sang đo diop và tiến hành đo. Thì để tiến hành đo thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ làm theo cái sự hướng dẫn. Đấy, đầu tiên là các bạn sẽ đưa cái que màu đỏ. Cái que màu đỏ nhé. Que màu đỏ của đồng hồ các bạn cắm vào cái dây màu đen. Còn que màu đen các bạn lần lượt thử vào các dây pha còn lại. Đấy, dây thứ nhất này. Dây thứ hai này. Dây thứ ba này, các bạn thấy các cái chỉ số nó biến thiên, nó hiển thị một cách rất là đồng đều. Do đó thì ta sẽ biết được cái mắt này nó đang hoạt động bình thường. Đấy. Nhớ cái phương pháp đo này nhé. Cái phương pháp đo này thì tôi cũng đã có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Đấy, thì cái cách này đo cũng rất là chính xác. Đấy, trước khi lắp đặt thì ta tiến hành bơm keo nhé. Cái keo này là keo A500 nhé. Các bạn bơm vào đây để che chắn, tránh cái trường hợp mà nó có cái mạt, cái bụi nó sẽ rơi vào cái mạch này để nó xảy ra cái hiện tượng chập cháy. Đấy. Các bạn bôi nó vào đấy để cố định cái mắt. Sau một cái thời gian chờ khô thì ta tiến hành lắp động cơ vào thôi. Nhớ nhé các bạn nhé, sau khi mình đã tháo động cơ ra thì khi lắp lại bắt buộc phải bổ sung cái keo chống nước nhé. Thì các bạn sử dụng cái keo A500 này bơm vào cái vành ngoài của cái lắp động cơ, bơm vừa thôi, để khi các bạn lắp đặt vào thì nó sẽ phè cái keo ra, nó tạo thành một cái gioăn cao su để chống nước. Nếu các bạn không làm như này thì khi mà xe người ta đi vào vùng ngập nước thì cái tỷ lệ mà nước vào trong động cơ rất là lớn, nó sẽ làm rỉ và hỏng động cơ. Cho nên khi mà xử lý những cái trường hợp này bắt buộc các bạn phải bơm keo chống nước. Sau đó thì các bạn mới lắp đặt. Đấy, bây giờ đưa vào. Và tạm thời các bạn giải lao một chút để chờ các kỹ thuật viên lắp đặt vào xe. Sau đó thì ta tiến hành test thử xem kết quả ra sao.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì các kỹ thuật viên đã lắp xong cái bánh sau vào trong xe. Và bây giờ thì sẽ tiến hành ga thử để xem xe nó có chạy hay không. Rất là hồi hộp chờ cái kết quả. Ga thử xem à. Đấy, khi lắp đặt dây vào là các bạn phải thực sự chú ý nhé, lắp đặt gọn gàng. Đã chạy các bạn nhé, đã chạy rất là êm ái. Như vậy chúng tôi vừa mới lại có một cái video hướng dẫn các bạn cái cách mà thay mắt động cơ cho xe máy điện Jack Batman. Hy vọng video đủ chi tiết để các bạn có thể thực hiện. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.